Cảm ơn Lâm nha. Chúc anh Lâm buổi sáng nhiều niềm vui. Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá
Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy. Thịt dâu có dai không? Tới nơi có người. Em toàn xương không, có thịt đâu mà dai. Em là chỉ gặm xương thôi. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai không thôi. Tình yêu là những trẻ sông chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ gần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ sông chơi, dù tự tìm thấy nhau nên gần nhau thôi, từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy ra trên để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai không thôi. Tình yêu là những đứa trẻ sông chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ gần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ sông chơi, dù tự tìm thấy nhau nên gần nhau thôi, từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Chỉ cần tìm thấy nhau sẽ gần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ sông chơi, dù tự tìm thấy nhau nên gần nhau thôi, từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Giọt trẻ quay ngâu yếm thân cây nhẹ nhàng đến bên cây thật siêu dàng, thật nồng nàn mưa cho tiếng yêu cây đậm sâu, và kể cả mưa mãi bên cây dài lâu, trái tim ta thuộc về nhau. Nhưng rồi một ngày mưa không ghé qua, cây bông chờ mưa, cây mới nhận ra lỡ.
cay đắng mong mưa ngày đây. Chỉ nhắc với anh rằng em nhớ anh vậy thôi. Cuộc sống theo anh dường như vô nghĩa. Nhờ mây nhắn với em đôi này, nhờ gió hãy mang em trở về, về bên anh cho thôi qua anh yêu. Yeah. Giờ bên anh chắc có lẽ rất vui.
Ủa, nick này của Nathan hay là nick của ai vậy? Sao để tên giống nick của Nathan vậy ta? Loan ở Đà Nẵng nha. Loan ở Đà Nẵng mà hôm nay bay vào Sài Gòn thế sâu đi năm 8 này. Idol bỏ show mình phải thế. Đà Nẵng thì gì cô ta được. Anh Summer vào Đà Nẵng chơi lần nào chưa? Anh mong ước
ChatGPT á. Sao vậy? Bị lắc hả? Chắc là bé bị rớt mạng á. Tính kỳ ơi, chắc là bị rớt mạng á. Em cũng quen rồi, chai mặt rồi. Nhiều khi người ta bận gì đi người ta ao.
giờ thì anh nhận ra khoảng cách đôi ta xa vời. Ánh mắt cũng đã không chút bối rối khi cùng ai say sưa trên phố đông. Chỉ mỉm cười, anh nghe con tim đang thắt lại. Một hai mà bốn ngón giây lặng. Chắc hôm qua tháng stress rồi. Stress vừa ngoài đến về. Ủa hôm qua cũng có stress hả? Hôm qua bạn nó có đấu không? Để xem nào. Anh có xem luôn hả? Giỏi thế. Thắng stress luôn. Qua là wow, thắng Khánh Thu luôn hả? Thắng Mon. Ủa bên Rung Văn Tòng hay là bên Rung Công Ty vậy anh? Em thấy trong này nó ghi là với Mi đấu với Khánh Thu mà. Đâu phải đấu với Mon. Đấu với Mon nữa hả? Hay không Mi lôi dạy thời nha. Sao bót lịch xong rồi lại đấu với người khác là sao? Vịt lịch gì kỳ vậy? 9 tháng 9, hôm qua là 9 tháng 9 đúng không? Sô bì gờ la, chô chinh hoa, bì phẳng nông trần tàn. Bình sân mèo huy đa. Đổi tầm lâm vậy hả? Rần rần thân xăng, thâu bò trọng, xin sư vọng liao rần. Chân trần sang sâu bì trừ sư ca y ba. Hôm qua đấu vui không anh? Chào Trung Nguyễn nha. Ngày mai em được ở bên mình.
Chiều nay nhé.